trần nhật phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình hilton nhật ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston texas trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự và đề tài thứ nhất vẫn liên quan tới tình hình Á Châu Thái Bình Dương đặc biệt là khu vực biển Đông quý vị sau khi mà ông Ferdinand Marcos Jr có mặt tại Hoa Kỳ và ký kết một loạt những cái thỏa thuận với lại à, tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và nhận được lời cam kết rất rõ ràng là Hoa Kỳ và Philippines sẽ hỗ tương lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau trước những đe dọa và thách thức ở khu vực. Đặc biệt là phía của Hoa Kỳ cam kết là sẽ đi tuần tra chung với lại các chiếc tàu tuần tra của Philippines, đặc biệt là lực lượng tuần duyên của Philippines ở trên khu vực ở phía Tây của Philippines, tức là khu vực ở quần đảo Trường Sa, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Philippines, Trung Quốc, Việt Nam, Brunei và Malaysia cũng như là Đài Loan. Và quý vị, bản tin này thì chúng ta đã biết và trước khi mà ông Ferdinand Marcos Jr có mặt ở tại Hoa Kỳ thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là Lloyd Austin cũng đã có mặt tại Philippines trước đó và đã cam kết với Philippines sau khi được Philippines cam kết rằng là sẽ có thêm 4 căn cứ quân sự ở phía bắc của Philippines cho phép quân đội Hoa Kỳ có quyền trú đóng ngắn hạn và huấn luyện tập trận chung với lại binh sĩ Philippines và việc này đã dẫn tới một cái thái độ rất khác của Philippines ở trên khu vực biển nga ở châu thái bình dương ngày hôm qua tôi có loan tin là phía Philippines đã chính thức là lắp đặt tất cả những cái phao chủ quyền nằm trên vùng đặc quyền kinh tế của họ ở khu vực phía tây của Philippines như vậy thì quý vị Philippines đã bắt đầu ra mặt đối đầu với Trung Quốc và gần như là họ đã có những cái thái độ là cương quyết hơn sau khi mà nhận được sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và được sự bật đèn xanh của Hoa Kỳ trong việc mà cương quyết bảo vệ chủ quyền. Cùng một lượt thì Nhật Bản cam kết là sẽ cung cấp một số những tàu chiến cho lực lượng tuần duyên của Philippines để họ nâng cấp cái khả năng quốc phòng của họ. Bên cạnh đó thì phía bộ quốc phòng của Philippines cũng đang thương thảo với lại phía của Nam Hàn để mua thêm một số vũ khí từ Nam Hàn với cái giá rẻ hơn so với vũ khí của Hoa Kỳ. Quý vị cùng một lượt những chuyện này có nghĩa là philippines đang hợp tác chặt chẽ với không những với hoa kỳ và các đồng minh và chuyện gì xảy ra khi mà philippines đã có một cái thái độ tương đối gọi là cứng rắn và ngày hôm nay philippines đã gửi một lời cảnh cáo cho phía của trung quốc là đừng có dời tất cả những cái phao chủ quyền của họ nếu như không thì sẽ phải đối diện với một hậu quả nghiêm trọng và đây là lời cảnh báo của philippines quý vị Philippines cảnh báo Trung Quốc là không nên dời đi các cái phao chủ quyền của họ hoặc đối diện với một cái hậu quả nghiêm trọng. Ở đây thì quý vị thấy là tàu của Philippines và tàu hải giám của Trung Quốc nằm ở đây. À, trong bản tin thì Philippines cho biết rằng là trong ngày thứ hai họ lên tiếng và nói rằng sẽ có một cái hậu quả nghiêm trọng nếu mà cộng sản Trung Quốc tìm cách dời đi tất cả những cái phao chủ quyền của họ được lắp đặt trên vùng đặc quyền kinh tế của Philippines gọi là EEZ ở khu vực tranh chấp trên biển đông lực lượng tuần duyên philippines gọi tắt là bcg đã bắt đầu đặt ít nhất là năm cái phao chủ quyền vào tuần trước để khẳng định chủ quyền trên khu vực vùng đặc quyền kinh tế ở biển đông nơi mà phía manila nói rằng ở phía tây của họ và giữa lúc mà trung quốc đang gia tăng sự hiện diện ở khu vực và lực lượng bcg không cho biết là sẽ có phản ứng như thế nào nếu như mà với từ bắc kinh không cho biết cái phản ứng từ bắc kinh sau khi mà họ đặt những phao chủ quyền này phó đề đốc joseph Coyne Koime được xem là lãnh đạo của lực lượng tuần duyên hàng hải an toàn của Philippines à, cho biết là các phao chủ quyền này là cái uh, căn bản vị trí uh, nhằm giám sát tất cả uh, tất cả mọi thứ đã được thực hiện vào ngày 13 tây tháng 5. và nếu chúng tôi có bằng chứng họ tìm cách lấy đi tất cả những cái phao chủ quyền này uh, và mà chúng tôi tin rằng là hợp pháp thì nó sẽ là một cái hậu quả nghiêm trọng ông Koime đã đưa ra lời phát biểu trong một cái uh, cuộc phỏng vấn với lại uh, giới truyền thông địa phương. Ông không cho biết đặc biệt là cái hậu quả như thế nào chỉ nói rằng là họ cần phải thảo luận thông qua vấn đề cố vấn với lại lực lượng gọi là đặc nhiệm quốc gia trong vấn đặc trách về vấn đề Biển Đông nếu như xảy ra vấn đề này. Và chúng tôi cần là phải có những cái cần thiết về bằng chứng và chuyển đó cho lực lượng tác phọt và tùy theo họ sẽ có hành động như thế nào à, giữa lúc mà đang có những cái lo ngại về ngoại giao. Bắc Kinh vẫn cho rằng đây là chủ quyền của họ nhưng đã bị bác bỏ sau cái phán quyết năm 2016 là Trung Quốc đã có một cái thái độ gọi là xâm phạm vào cái bãi cạn Scarborough và Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn đang có những cái hành động bức khiếp ở trên biển Đông trong những tháng gần đây bằng chứng là đã có trên 100 chiếc tàu dân quân ngư phủ của Trung Quốc nằm ở trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Philippines từ ngày 14 cho tới ngày 18 từ tháng 4 và lực lượng tuần duyên của Philippines là BCC nói rằng một trong những chiếc tàu của họ đã có những cái hành động nguy hiểm khi còn khoảng cách với tàu của tuần tra của Philippines có khoảng 50 gia và đây là sự đe dọa an toàn cho các thủy thủ ở trên đây thì quý vị thấy cái hình của tàu à, tuần duyên của Philippines và rất gần với tàu à, hải giám của Trung Quốc và Hoa Kỳ thúc giục Trung Quốc là phải chấm dứt việc sát nhiễu các cái tàu của Philippines ở trên biển đông và cảnh báo rằng bất kỳ một cuộc tấn công à, vũ trang nào nhắm vào lực lượng của Philippines à, kể cả những chiếc tàu à, công cộng thì à, hoặc là máy bay thì sẽ có thể à, à, khởi động lại một cái thỏa ước về quốc phòng với Philippines trong khi đó thì à, Người đứng đầu cái cơ quan cố vấn an ninh quốc gia của Philippines là Ecuador Ano, chủ tịch của cái uh, lực lượng uh, đặc nhiệm quốc gia đặc trách về Biển Đông, cho biết vào ngày thứ hai là Philippines sẵn sàng sẽ có thêm 6 cái phao chủ quyền trong năm nay, tuy nhiên không cho biết là ở vị trí nào. Và những phao chủ quyền này sẽ được uh, trực tiếp để bảo đảm trong cái uh, hải phận an toàn đối phó với lại cái việc mà băng ngang qua từ uh, ở xung quanh cái khu vực mà được xem là của chúng tôi và trong đó gần như là đã có năm cái phao chủ quyền đã được đặt ở tại Patash Island, uh, Palatatrip và Kota Island, Banata uh, Island và Hu Philip Reef. Đây là những cái bãi cạn và những cái bãi san hô và phía lực lượng tuần duyên của Philippines đã cho biết rằng là họ có thêm năm cái phao chủ quyền để đặt gần ở các đảo gọi là Lowak Island, Likas Island, Parola Island và Pat Asak Island vào năm ngoái để gia tăng cái uh, việc mà gọi là bảo đảm chủ quyền của Philippines ở trên Biển Đông. Và Tổng thống của Philippines là ông Ferdinand Marcos Jr. trước đó đã thúc giục Bắc Kinh là thành lập một cái đường dây nói chuyện trực tiếp giữa đôi bên. Nếu như mà có trường hợp là đụng độ nguy hiểm giữa tàu tàu của các phía ở trên vùng biển tranh chấp, Philippines có một cái mục tiêu rất đơn giản, chúng tôi là muốn có hòa bình và chúng tôi không muốn có một cách cái hành động khiêu khích nào, chúng tôi sẽ không để chuyện này xảy ra. Ông Marcos đã nói với các thông tin viên ngày 30 tại tháng 4, và ông Marcos đồng thời cũng gia tăng cái uh, liên minh của về an ninh của ông với lại Hoa Kỳ và trong thời gian gần đây trong ngày 1 Tây hai quốc gia tái xác nhận là sẽ có một cái uh, hòa bình trên eo biển Đài Loan cũng như là giữa lúc mà đảng Cộng sản Trung Quốc đang tìm cách uh, gọi là đe dọa tới cái đảo quốc này Hoa Kỳ đồng thời cũng đã có một số những cái căn cứ quân sự mới ở tại Philippines căn cứ trên cái hiệp ước gọi là Enhanced Defense Cooperation Agreement gọi tắt là EDCA và cho phép họ có thể có mặt ở tại khu vực này Ok quý vị như vậy thì chúng ta đã có được một cái bức tranh ở tại à, Biển Đông Nơi đang có tranh chấp chủ quyền và đặc biệt tại khu vực này Hai quốc gia trong số 5 quốc gia và một vùng lãnh thổ à, xác nhận chủ quyền Thì hai quốc gia thường xuyên bị Cộng sản Trung Quốc gọi là bức hiếp nhiều nhất Đó là Việt Nam và Philippines Hôm trước thì quý vị thấy là ngày hôm kia trước tôi có loan tin cho quý vị Là lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam đã có cuộc đối đầu với lại lực lượng hải giám và dân quân ngư phủ của Trung Quốc ở trên bãi Tư Chính, tức là cái khu vực mà à, cũng có tranh chấp chủ quyền và lúc mà Việt Nam đang đưa một chiếc tàu khai thác về dầu khí ra khai thác ngay tại bãi Tư Chính, Trung Quốc lập tức gửi các cái tàu dân quân ngư phủ và hải giám của họ tới đây và kể cả một chiếc tàu thăm dò dầu khí của họ. Thì quý vị, hôm nay tới phiên Philippines đã cứng rắn và đặt các cái phao chủ quyền ở trên các cái đảo mà họ quản trị trên quần đảo Trường Sa. Điều này cho thấy rõ ràng, thứ nhất là Bắc Kinh đã bắt đầu gặp nhiều thách thức khi mà các quốc gia ở khu vực đã bắt đầu mạnh mẽ hơn. Ở đây thì thực sự Indonesia, Malaysia đều có một cái thái độ rất cứng rắn với Trung Quốc ngay từ lúc đầu. Cho nên Trung Quốc không dám mon men nhiều tới vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia ở trong khu vực Trường Sa hay là đuôi của Trường Sa, tức là cái cái điểm cuối của Trường Sa là đảo Natuna thuộc cái quyền quản trị của Indonesia. Dường như Trung Quốc không dám mon men tới đây mà các tàu ngư dân quân ngư phủ của Trung Quốc và các cái tàu hải giám của Trung Quốc vẫn thường xuyên hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Philippines. Lần này Philippines mạnh tay hơn. Họ đặt các cái phao chủ quyền ở đây. Và các cái phao chủ quyền này khẳng định đây là khu vực đặc quyền kinh tế của chúng tôi. Các anh mà bước vào là sẽ có hậu quả ngay và các anh mà dời những cái phao này đi thì cũng sẽ có hậu quả nghiêm trọng và trong đó thì philippines nhắc mặc dù rằng là cái người đứng đầu cái lực lượng tuần duyên không nói rõ là hậu quả như thế nào tuy nhiên ông nói rằng là ông sẽ chuyển cho cái lực lượng đặc nhiệm quốc gia đặc nhiệm quốc gia đặc trách về biển đông có nghĩa là trước đây thì ông Marcos khi mà ông uh, bắt đầu uh, trở thành tổng thống của philippines điều đầu tiên là ông đã thành lập một cái lực lượng đặc nhiệm quốc gia đặc trách về biển đông Lực lượng này là lực lượng được xem là trang bị vũ trang đầy đủ và có thể có được những cái vũ khí hạng nặng kể cả chiến đấu cơ lẫn những cái uh, uh, súng đặt được đặt trên các cái tàu tuần duyên của Philippines. Thì quý vị, lực lượng này là có quyền phản ứng bằng vũ trang nếu như cần thiết. Còn lực lượng tuần duyên thì họ không có được trang bị vũ trang hạng nặng, họ chỉ được trang bị vũ trang hạng nhẹ để tự vệ thôi. Tuy nhiên thì lực lượng này thì không có cái phản ứng mạnh so với cái lực lượng gọi là National Task Force for South China Sea tức là lực lượng đặc nhiệm đặc trách về vấn đề Biển Đông mà nếu lực lượng này có mặt thì quý vị họ đã được huấn luyện bởi lực lượng của Hoa Kỳ có nghĩa là Hoa Kỳ đang có 9 căn cứ trên Philippines để huấn luyện cho binh sĩ Philippines lúc mà ông Ferdinand Marcos lên thì vài tháng sau khi ông lên thì ông đã cho lắp đặt ít nhất 5 căn cứ trên lãnh thổ của Philippines ở phía Nam và mới đây nhất là thêm 4 căn cứ ở phía Bắc là tổng cộng 9 căn cứ mà Hoa Kỳ có thể sử dụng à, chú đóng ngắn hạn hoặc là huấn luyện tập trận với binh sĩ Philippines. Thì quý vị trong việc huấn luyện này, Hoa Kỳ đã huấn luyện cho lực lượng đặc nhiệm về Biển Đông của Philippines để có thể phản ứng với tất cả những cái cần thiết. Thì quý vị, điều này cho thấy là Philippines đã bắt đầu ra mặt cứng rắn với Cộng sản Trung Quốc sau một thời gian bị Trung Quốc uy hiếp rất nhiều. Và họ tỏ thái độ được xem là nhường nhịn. Quý vị thấy là trước đầu tiên hết là Trung Quốc sau khi mà chơi cái trò chiếu tia laser vào tàu của Philippines. Thì quý vị, cái việc mà chắn ngang cách đây vài ngày khi mà tàu hải giám của Trung Quốc chắn ngang một chiếc tàu tuần duyên của Philippines và cách nhau chỉ có 50 gia đó. Thì quý vị, hình ảnh này phía Trung Quốc xui xẻo là bởi vì trên các cái tàu tuần duyên của Philippines đã chở theo các nhà báo quốc tế trong đó có các hãng thông tấn gồm của AFP, Reuters, và một số cơ quan truyền thông ở tại Á Châu cũng như Philippines và đặc biệt là ký giả của AFP và tức là AFP đó là của thông tấn xã Pháp đó quý vị cùng với lại ký giả của tờ Nikki Holly của Nhật đã chụp được những tấm hình được xem là có thái độ rất diều hâu của Cộng sản Trung Quốc nó đi ngược lại với tất cả những gì mà Trung Quốc tuyên bố ở trên chính trường quốc tế và đặc biệt là bên cái tờ Nikki Holly À, Nicky review đó, nó họ còn có thêm cái uh, đoạn video cho thấy là tàu Trung Quốc xông lên một cách rất là hung hăng. Thì quý vị, lực lượng tuần duyên của Philippines lần này họ đã biết cái cách chơi với Trung Quốc, tức là họ vừa bảo vệ chủ quyền bằng vũ lực trên mặt biển, họ vừa sử dụng cái nguồn dư luận để xác định tất cả những gì xảy ra trên biển. Xưa này, quý vị, những chuyện xảy ra trên biển mạnh ai nói chúng ta không biết sự thật. Nhất là Trung Quốc chơi cái trò gọi là cả vũ lấp miệng em. Họ sử dụng toàn bộ cái nguồn máy tuyên truyền của họ và uh, sử dụng những cái công cụ uh, media mà họ đã mua chuộc từ những quốc gia ở Tây Phương để mà đăng những cái tin có lợi cho họ và gần như là lắp đi tất cả những cái trò hung hăng diều hâu gọi trên mặt biển. Thì lần này quý vị, Philippines chơi ngược lại. Họ không cần nói nhiều. Họ mời các uh, ký giả và nhà báo của các hãng thông tấn lớn đi chung với lực lượng tuần duyên và họ à, sẵn sàng chi cái tiền chi phí ăn uống à, của các ký giả này để cho họ đưa tin và điều này cho thấy rằng là các ký giả này sẽ ghi nhận lại tất cả những gì xảy ra xưa nay mỗi lần xảy ra chuyện ở trên biển quý vị Trung Quốc lắp liếm bằng nhiều chuyện lắm và họ dựng họ dựng ngược lại sự thật luôn đó là cái hệ thống nguồn máy tuyên truyền của Trung Quốc khiến cho cộng đồng quốc tế không biết đường đâu mà rồi nhất là Trung Quốc có trong tay rất nhiều những thà, những cái công ty truyền thông quốc tế mà hợp tác với họ và gần như là trở thành một thứ công cụ tuyên truyền cho họ. Thì quý vị, do đó phía Philippines đã phản ứng bằng cách là họ đưa những thông tấn, hãng thông tấn ra tận bờ biển nhìn thấy cái thái độ của Trung Quốc. Và điều này đây là một cái chiêu rất lợi hại bởi vì nó sẽ nhấn mạnh ở trên mặt trận dư luận và cộng đồng quốc tế thấy được cái thái độ của Bắc Kinh ở Biển Đông từ cái thái độ của Bắc Kinh ở Biển Đông, người ta dễ dàng nhận ra được cái thái độ hung hăng của Bắc Kinh ở trên eo biển Đài Loan. Thì quý vị, Philippines lần này họ đã có một cái quyết định dứt khoát và mạnh mẽ. Tôi cho rằng là một cái quyết định rất là smart của phía Philippines, tức là ông Ferdinand Marcos Jr. Tuy nhiên, trước khi mà ông Ferdinand Marcos Jr. có mặt tại Hoa Kỳ, ngay sau khi ông nhận chức, ông vẫn bay tới Trung Quốc. Và trong lúc mà tôi có phân tích cho vị hôm trước đó Ông bay tới Trung Quốc làm một cái đòn đo lường Đòn đo lường này Là ông ký 14 cái hiệp ước Vốn đã được ký với thời Duterte Nhưng tới thời của ông nó hết hạn rồi Ông tái ký lại Để đo lường xem cái thái độ của Trung Quốc như thế nào Thì quý vị Kết quả Thì Trung Quốc không hề thực hiện Bất kỳ một lời cam kết nào Trong 14 cái hiệp ước Mà ông đã, Ferdinand Marcos Jr. đã ký Ngược lại đại sứ Trung Quốc ở tại Manila còn lên tiếng đe dọa là Philippines không nên xen vào chuyện của Đài Loan nếu như không sẽ ảnh hưởng tới sinh mạng của 150.000 công nhân của Philippines đang làm việc tại Đài Loan. Lời đe dọa này đã bị ông Marcos mời ông đại sứ lên và gửi một cái uh, lá thư khiển trách hay còn nói là một cái lá thư gọi là cảnh cáo là anh mà còn nói thêm kiểu này nữa tôi trục xuất anh ra khỏi nước chúng tôi luôn. Thì quý vị rõ ràng là Philippines trong thời gian gần đây dưới thời của Duterte dưới thời của ông Ferdinand Marcos Jr. thì đã có một cái thúc đẩy rất mạnh và cứng rắn trong chưa vấn đề chủ quyền biển đảo. Điều này, quý vị, không phải là bản thân của ông mà chính là cái nguyện vọng của người dân Philippines. Dưới thời của Duterte, người dân Philippines rất tức giận trước những cái trò bức hại của Trung Quốc. Nhưng mà Duterte đã đè xuống và gần như là ông ta không làm bất cứ một điều gì để mà ngăn chặn cái hành động diều hâu của Trung Quốc, thì quý vị. Nhưng mà tới thời Ferdinand Marcos Jr. mặc dù ông à, Ferdinand Marcos Jr. và Duterte là đồng minh, nhưng mà cái đường hướng bảo vệ cho chủ quyền biển đảo của Philippines và của ông Ferdinand Marcos Jr. nó khác hẳn với lại Duterte. Và quý vị, rõ ràng lần này Philippines đã được sự gọi là bật đèn xanh của Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh. Trong đó, lời cam kết của Nhật Bản sẽ cung cấp một số những tàu chiến cho phía của Philippines. Phía Nam Hàn đang thảo luận với lại phía Philippines để mà bán một số vũ khí cần thiết trên mặt biển cho Philippines. Trong khi đó, Đài Loan cam kết về mặt kinh tế. Đài Loan cam kết rằng sẽ nhận lên tới 500.000 công nhân của Philippines làm việc tại Đài Loan, tức là hiện nay là có 150.000 người nhưng con số này sẽ được tăng lên 500.000 trong thời gian tới. Đồng thời, Đài Loan cũng cam kết là sẽ tăng cái nguồn đầu tư của họ vào Philippines. Trong khi Hoa Kỳ đã lên tiếng cam kết là chúng tôi sẵn sàng đi tuần tra chung với các anh và sẵn sàng hỗ tương nếu như mà có một cái gì đó đe dọa tới chủ ở cái lãnh thổ do Philippines quản trị. Và phía Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng cảnh cáo Trung Quốc là chấm dứt những trò khiêu khích. Hoa Kỳ có thể giành quyền phản ứng với Philippines nếu như mà có hành động tấn công bằng vũ trang. Quý vị, tất cả những điều này diễn, diễn ra sau khi mà ông Ferdinand Marcos Jr trở thành tổng thống của Philippines. Và tất cả những điều này cho thấy là khi mà có cái uh, giá trị chung với Hoa Kỳ và lại nằm một cái vị trí rất quan trọng ở khu vực Á châu Thái Bình Dương thì Philippines đã trở thành một cái uh, một cái đối tác trọng tâm và một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ không thể bỏ được. <laughs> Bởi vì quý vị nhìn trên bản đồ, Philippines có hai bờ biển phía đông và phía tây. Phía tây là đối diện với Trường Sa, nơi mà đang có sự diều hâu của Trung Quốc và phía đông của Philippines là toàn bộ khu vực biển Thái Bình Dương mà trong đó từ ở Philippines mà băng xuống phía nam Thái Bình Dương với các đảo quốc ở tại đây rất gần. Do đó, vị trí của Philippines chiếm một phần rất quan trọng và đặc biệt là philippines lại có một cái à, à, mặt biển rất gần với eo biển đài loan gần ngay chỗ Bashi channel tức là từ philippines mà qua Bashi channel rất gần và gần như là cái khu vực này là cái khu vực cái cửa ra của trung quốc ở thái bình dương coi như là bây giờ philippines hoàn toàn đã ngã về phía của hoa kỳ trong cái chiến lược indo pacific và điều này là trung quốc rất tức giận bởi vì đối với trung quốc cái à, cái khu vực của eo biển basi channel và miyoka là hai cửa biển xông ra thái bình dương của trung quốc bây giờ một mặt thì eo biển đài loan thì đài loan đã bắt đầu tăng cường cái à, à, hệ thống phòng thủ của họ cộng thêm nhật bản lắp đặt thêm ít nhất là các cái dàn bệ phóng Tuy hỏa tiễn ở ba cái đảo nằm rất gần đài loan tức là ba cái đảo này trên quy tắc thì nhật bản nói rằng ô oh, chúng tôi kèm chế bắc hàn nhưng mà quý vị họ đặt ở vùng cận nam của nhật bản chứ không phải phía bắc phía bắc thì còn đối diện với bắc hàn chứ vùng cận nam đâu có dính dáng gì tới bắc hàn đâu nhưng phía nhật bản vẫn lấy danh nghĩa là kèm chế cái khả năng nguyên tử và vũ khí gọi là hỏa tiễn đạn đạo của bắc hàn để lắp đặt các cái dàn bệ phóng này thật sự các dàn bệ phóng này là tăng cường cái khả năng kềm chế với Trung Quốc nhiều hơn. Chính vì vậy mà ngày hôm qua quý vị, tàu của Trung Quốc đã bắt đầu mon men tới gần những cái đảo do phía Nhật Bản quản trị và những cái đảo mà Nhật chuẩn bị lắp đặt các cái dàn bệ phóng ở đây. Và họ đi xung quanh những cái đảo này mấy ngày rồi. Thì rõ ràng quý vị, cái việc của Nhật Bản là tăng cường cái khả năng phòng thủ và từ ở đó mà đi xuống khu vực ở phía bắc của Luzon của Philippines cũng không xa lắm đây là nằm ở cái eo biển miyoka miyoka và philippines thì nằm ở eo biển Bashi channel điều này có nghĩa là quý vị gần như là có sự phối hợp chặt chẽ từ ở đông nam á cho tới đông bắc á bây giờ nếu mà tôi mở cái bản đồ lên thì quý vị sẽ thấy được cái sự hợp tác chặt chẽ của à, hoa kỳ và các đồng minh nguyên một cái dãy này là một cái dãy được xem là khá mạnh và cái dãy này cho thấy rằng là à, trung quốc khó có thể nào mà có thể à, tôi gọi là khó có thể à, kiểm soát được khu vực này nếu như mà họ muốn gây hấn ở khu vực này thì họ sẽ gặp một cái uh, gặp một cái uh, sự phản ứng rất mạnh ok quý vị tôi đang mở cái bản đồ lên cho quý vị thấy ok quý vị trên bản đồ là toàn bộ khu vực biển Á Châu Thái Bình Dương thì khi tôi zoom gần vô thì quý vị hiện nay thì Trung Quốc và ở khu vực này là cái khu vực tranh chấp đây ở đây là Palawan và đây là khu vực Trường Sa nơi tôi zoom vào thì quý vị thấy có rất nhiều những cái đảo nhỏ ở đây quý vị ok ở đây là quần đảo quần đảo Hoàng Sa còn đây là quần đảo Trường Sa đây quý vị, Paracel đây quý vị. Quý vị thấy những cái chấm xanh rất nhỏ để tôi rung gần vô. Thì quý vị, nơi mà tranh chấp nằm ở khu vực này, phía bắc của quần đảo Trường Sa, nơi nằm đối diện với Palawan. Và bây giờ thì lực lượng của Philippines đang đặt tất cả các cái phao chủ quyền của họ xung quanh khu vực mà do họ quản trị. Trong khi Trung Quốc từ Hải Nam, từ Hoàng Sa đã bắt đầu đưa tàu uh, uh, dân quân ngư phụ của xuống uy hiếp Philippines ở khu vực này. Thì quý vị thấy đây là Luzon nơi có bốn cái căn cứ quân sự của Philippines cho phép Hoa Kỳ được đặt và đây là cái eo biển gọi là Bashi Channel giữa Philippines và Đài Loan. Đây là cái eo biển Miyako, à, Miyoka, ok các vị, okay. Miyoka tức là khu vực này và Nhật Bản thì họ đặt ba cái bệ phóng của họ, thứ nhất là ở Miyoka, ok các vị, thứ hai là ở Ishigaki và thứ ba là ở Yonaguni nằm rất gần với Đài Bắc quý vị, nằm sát Đài Bắc luôn. Thì quý vị, ba, ba dàn bệ phóng này, thứ nhất là họ nói rằng là họ đối phó với Bắc Hàn mà Bắc Hàn thì nằm tốt ở trên đây. Trong khi đó khu vực này là khu vực mà Trung Quốc vẫn thường xuyên có cái cuộc phong tỏa với Đài Loan. Và bây giờ Philippines đã bắt đầu mạnh mẽ thì quý vị, tất cả các phao chủ quyền này nó sẽ kéo dài theo dòng biển của Philippines lên tới tận đây. Tức là Philippines bắt đầu phản ứng khá mạnh nếu như mà Trung Quốc có những cái hoạt động gọi là quân sự uy hiếp tới họ còn trung quốc thì có lực lượng của họ ở đảo hải nam và họ đặt rất nhiều những cái căn cứ quân sự và cái nhóm mà gọi là dân quân ngư vụ của họ trú đóng ở đảo hải nam và quần đảo hoàng sa thường xuyên xuất hiện ở quần đảo trường sa để quấy đối quý vị nhìn trên bản đồ chúng ta thấy được là cái vị trí của philippines chiếm phần quan trọng vừa tiếp cận với đài loan nằm ở giữa đông nam á và đông bắc á vừa tiếp cận trực tiếp với lại đông nam á tức là biển đông thì quý vị, lần này Philippines hợp tác với Hoa Kỳ và Hoa Kỳ tuyên bố là họ sẽ cho tái lập lại cái hiệp ước năm 1951. Với phía Philippines, nếu như mà Trung Quốc tiếp tục có những hành động gọi là đe dọa tới lực lượng tuần duyên, lực lượng ngư phủ của Philippines ngay tại vùng biển Trường Sa. Và cái hiệp ước năm 51 này lại được ký kết dưới thời của thân phụ ông Ferdinand Marcos Jr. tức là tổng thống Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos thân phụ của ông ông tổng thống đương nhiệm bây giờ là một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ cho tới khi ông đã bị cái phong trào cực tả lật đổ năm 1986. Thì quý vị, sau khi lật đổ thì Aquino đã trở thành tổng thống của Philippines và bà này lại là cái nhân vật cực tả và bà ta bà tu chính các bản hiến pháp không cho quân đội nước ngoài được trú đóng trên lãnh thổ Philippines năm 1992. Chính điều này đã dẫn tới việc mà quân đội Hoa Kỳ phải rút quân ra khỏi Subic Bay, một căn cứ rất quan trọng ở Philippines. Tuy nhiên, lần này quý vị, lịch sử quay trở lại, con nhà tông quay trở lại thì quý vị thấy rõ ràng là phía của Philippines đã bắt đầu có những cái uh, hoạt động được xem là cứng rắn hơn, bởi vì cuối cùng quý vị cái uh, bối cảnh lịch sử nó vẫn ảnh hưởng tới trực tiếp cái uh, diễn biến của hiện tại ông Ferdinand Marcos Jr. thân phụ cộng là đồng minh của Hoa Kỳ thì không có lý do gì ông chống Hoa Kỳ cả do đó ông thúc đẩy lại cái việc mà hợp tác với Hoa Kỳ toàn diện về kinh tế lẫn về quân sự chính ông đã tuyên bố ngay từ cái ngày ông nhận chức chúng ta phải uh, thúc đẩy các mối quan hệ với Hoa Kỳ nếu không có Hoa Kỳ Philippines không thể phát triển kinh tế được đó là lời khẳng định của ông. Do đó, ngay từ cái lúc mà nhận chức cho tới bây giờ, gần như ông thúc đẩy rất nhiều những cái chính sách cứng rắn với Trung Quốc và gần gũi hơn với Hoa Kỳ. Cùng một lượt tổng thống Nam Hàn Yoon Seok-yeon cũng tương tự, thúc đẩy một cái chiến lược thân cận với Hoa Kỳ hơn. Lần này gần như là Trung Quốc đã bắt đầu gặp sự thách thức bởi vì những nhân vật cánh tả đều bị đẩy lùi. Những nhân vật cánh tả tại Á Châu thì thường có cái khuynh hướng là hợp tác với Trung Quốc nhiều hơn là với Hoa Kỳ và những nhân vật này là những nhân vật không có trung thủy với ai cả họ sẵn sàng lật qua lật lại nhưng mà những đảng bảo thủ ở tại Á Châu thì có một cái lập trường rõ ràng hơn họ vẫn tôn trọng cái truyền thống cũ cái truyền thống đồng minh cũ và Juan Serrano hay là ông Ferdinand Marcos Jr cho thấy rằng là cái sự cứng rắn của phe bảo thủ tại Á Châu đã bắt đầu trỗi dậy và Nhật Bản thì từ trước đến giờ đảng bảo thủ vẫn nắm quyền. Thì quý vị, gần như là ba quốc gia này nằm trong cái khuynh hướng bảo thủ, họ sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc và họ không thỏa hiệp. Điều này cho thấy Bắc Kinh sẽ còn phải đối diện với rất nhiều những cái thách thức tại khu vực Á châu Thái Bình Dương, đặc biệt là khu vực biển Đông. Khu vực biển Đông cho tới giờ phút này Trung Quốc thống trị là bị sự nhu nhược của cộng sản Việt Nam và sự yếu ớt của quân đội Philippines. Do đó, Bắc Kinh mới thống trị được khu vực ở Biển Đông. Nhưng nay thì quý vị, Philippines đã bắt đầu mạnh dạng hơn bởi vì họ được sự hậu thuẫn bật đèn xanh của Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh. Điều này cho thấy là Philippines sẽ bắt đầu cương và hy vọng Cộng sản Việt Nam sẽ giống như Philippines. Thì lúc đó mới tăng được cái khả năng kềm chế của Trung Quốc ở tại khu vực này. Còn chỉ cần hai quốc gia nằm quan trọng ở cái vị trí này mà nhu nhược thì Trung Quốc sẽ thống trị hoàn toàn. Và giống như tôi nói, ở trên mặt biển quý vị, đừng nói chuyện ngoại giao, đừng nói chuyện về chính trị. Trên mặt biển, quý vị thấy đó, Trung Quốc rất nhiều hầu. Thì ngược lại, nếu những quốc gia ở trên mặt biển mà nhiều hâu như vậy, thì nó sẽ dẫn tới tình trạng Trung Quốc không dám làm mẫu. Bằng chứng là Malaysia và Indonesia. Malaysia đang có khai thác trên cái vùng đặc quyền kinh tế của họ ở tại uh, Thái Bình Dương tức là ở Biển Đông và họ đang khai thác dầu khí của công ty Petronas. Trung Quốc vừa đưa tàu dân quân ngư phủ của họ mong mang tới là F-16 và chiến đấu cơ của Malaysia ngay lập tức có mặt để dằn mặt Trung Quốc rồi. Cho tới giờ phút này Trung Quốc không dám mon mang xuống. Không dám mon mang xuống biển của Malaysia. Thì quý vị, thái độ cứng rắn của Malaysia đã cho thấy rõ ràng ở trên mặt biển Không thể nói chuyện mềm dẻo Không thể nói chuyện bằng ngôn ngữ được Malaysia đưa bằng hành động Giờ đây tới phiên ph ph Philippines Xưa nay họ vẫn không nói được cái phần của họ Bởi vì Trung Quốc đã lấp liếm bằng các, các cơ quan truyền thông Giờ đây quý vị Họ đặt phao chủ quyền Ở trong vùng đặc quyền kinh tế của họ Ở tất cả những đảo họ kiểm soát Điều này có nghĩa là Trung Quốc mà lấn qua các cái phao đó Hoặc là cướp những cái phao đó thì họ sẽ có cái hậu quả. Và cái hậu quả này như thế nào? Chúng ta chờ xem cái lực lượng gọi là National Task Force for South China Sea, tức là cái lực lượng đặc nhiệm quốc gia đặc trách về Biển Đông của Philippines phản ứng thì chúng ta mới biết được. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích của chúng tôi liên quan tới tình hình Biển Đông và thái độ bắt đầu cứng rắn của Philippines đối với Cộng sản Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh đã bắt đầu gặp rất nhiều thách thức ở tại khu vực Đông Nam Á và khu vực của biển Đông, nơi mà Bắc Kinh cho rằng là cái đường lưới bò của họ là chủ quyền lãnh hải của họ. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào khán thính giả, chúng ta gặp lại sau. Bye bye.